Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái túi đến từ thương hiệu Dior. Thì nó có một cái bóc nữa nhưng mà tại vì mình không có lấy để cho nó rườm rà mọi người, mình chỉ có một cái dust bag thôi. Và ở bên trong là một cái túi Lady Dior mọi người nè. Thì đây là phiên bản vải cotton nha mọi người. Những họa tiết được theo mọi người là dựa trên những vì sao chim tinh mọi người ha. Có rồng, có rắn, có nai, có hoa, có đồ tùm lum tùm la luôn. Và đây là cái charm của Dior, nó làm màu vàng mọi người nè, có chữ Dior luôn, rất là đẹp. Thì cái em này là phiên bản medium size 24cm nha mọi người. Ở mặt sau là trơn. Thì theo mình thì size 24 này nó ok rồi mọi người ha. Nó rất là vừa vặn với lại người châu Á của mình. Và ở bên trong sẽ có một cái nắp để giúp ta có để đồ nó không bị rơi rớt mọi người. Ở bên trong này nó sẽ có một cái ngăn có zip và một cái ngăn thường ha mọi người ha. Ở bên trong khá rộng. Nếu các bạn kỹ thì các bạn mua một cái lót form mà bạn gắn vào ha. Thì đây là cái dây chắp của nó mọi người ha. Dây chắp của nó được thêu luôn mọi người. Nó có chữ Christian Dior mọi người nè. Và ở ngoài sau thì nó sẽ có những cái họa tiết hoa. Mình rất thích cái móc này. Cái móc mình nó làm kiểu như tròn tròn mọi người. Nhìn rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn thử vào cái túi cho mọi người xem ha. Và đây khi mà mình gắn vào thì nó như vậy nè mọi người nè. Thì nếu mà các bạn không thích xách thì các bạn cứ đeo ha mọi người ha. Theo mình thấy thì cái này nếu mà chúng ta xách thì nó sẽ ok hơn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn một lần nữa là chữ Tristan Dior nó làm theo hết tất cả mọi người nè. Nhìn rất là đẹp và rất là chi tiết. Nếu các bạn thích thì các bạn gửi inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.